Xin chào các bạn. Hôm nay vào một buổi chiều thì trời nó cũng hơi âm u, thì hôm nay anh sẽ xin giới thiệu với các bạn về một cái dòng xe Hyundai, cũng không phải xa lạ gì, đó là Hyundai Solati. Và dòng xe này thì được thiết kế ở bên trong nội thất rất là đẹp, đến từ Hyundai ngôi sao. Thì ở đây thì anh sẽ giới thiệu sơ qua phần ngoài. Cái thể là tay hơi sắn tại vì nãy mới rửa xe, thì xe chuẩn bị giao khách thôi. Trước mặt mình đây thì dòng xe Solati màu đỏ đô. Thì cái màu đỏ này nhìn nó rất là bắt mắt và nó thật ra nó rất là sang trọng, nó nổi. Trong khi mình đi phố thì cái màu đỏ này lúc nào cũng đập vào mắt của người khác. Và giờ mình giới thiệu về cái phần ngoài thất đi. Thì ở đây nó vẫn là tiêu chuẩn và bóng đèn halogen. Và ở trên cản trước này á, thì nó vẫn có là đèn sương mù. Và ở trước mặt ga lăng thì vẫn là cái logo Hyundai, tạo nên điểm nhấn mạ rôm rất là đẹp. Đây, đó. Về cái chiều cao của xe Solati này thì chắc cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Về chiều cao của xe thì mình có một cái gara hoặc là một cái mái hiên che khoảng tầm chiều cao khoảng tầm 3m thì sẽ rất là đẹp, tại vì xe nó cao tầm khoảng 2m8. Bề ngang thì xe này nó rơi vào khoảng tầm 2m1. Như chúng ta ở đây chúng ta thấy thì xe có được trang bị bộ gương rất là lớn đây. Và ở cạnh ở ngoài này chúng ta có xi nhan để thông báo khi mà chúng ta rẽ, nó rất là sáng để đập vào mắt người đi phía sau. Về cái phần xe thì được trang bị là 5 mâm đúc, cả bánh sơ cua cũng là mâm đúc. 5 mâm đúc đây, 6 cánh. Được trang bị lốp cung hô không ruột. Thì nhìn tổng thể thì cái xe này được dán luôn phim cách nhiệt ở những cửa sổ và cửa sau. Chúng ta hãy đi tham quan một vòng xung quanh cái xe này đi. Màu đỏ rất đẹp. Và ở đặc biệt thì chắc là Hyundai muốn để giống như những cái dòng xe Hyundai khác là để cái tên của dòng xe nằm ở phía đằng sau đuôi đó. Đây nó là thể hiện chữ Solati. Và ở đây có một cái dòng chữ Hyundai cũng mạ bằng rôm luôn, rất là đẹp. Cái này anh đang lóc ở phía trước. Về phần sau thì chúng ta có cái cụm đèn thắng thì top thì nó rất là lớn. Và ở dưới đèn top thì chúng ta có đèn xi nhan và đèn báo ve. Rất là đẹp. Vậy thì nãy giờ anh giới thiệu sơ qua về phần ngoài thì thất thì nó cũng nhìn chung nó cũng giống như những cái xe Solati khác. Thì chủ yếu là cái xe này thì nó thể hiện ở phía bên trong, nó sẽ rất có nhiều đặc biệt. Thì anh với các bạn cùng hãy tìm hiểu nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái khoang nội thất cái dòng xe Solati ghế U full cao cấp đến từ Hyundai ngôi sao. Thì giờ anh sẽ mở cửa ra thì cái dòng xe này mình đã trang bị cho là hệ thống cửa tự động. Dòng cửa này thì làm ở bên chỗ đồ chơi xe 16 chỗ rất là êm, một chỗ uy tín mà bên danh hay làm. Đây sẽ bấm ra. Có điều ở đây là tại vì mình chưa bấm cái bệ để chân chạy ra ngoài nên nó vẫn còn đây, để em mở cho quý khách và các bạn để coi qua nha. Đây đó, bây giờ nó kích hoạt đó, mình sẽ bấm đóng lại rồi. Ok đó, đây chúng ta sẽ bấm cửa tự động ra rồi đó. Thì nơi này làm cái cửa tự động thì rất là ok, thì anh đã làm rất là nhiều khách và cảm thấy là khách hàng nói chung là chấm về cái sản phẩm ở bên đồ chơi này rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ vô đây, chúng ta sẽ coi là trong khoang nội thất này nó sẽ khác những gì so với limousine ghế U bình thường và cái bản tiêu chuẩn như thế nào. Ok rồi, đi theo Danh. Hiện tại thì Danh đang ở trong khoang ghế sau
đó, ở khoang ghế sau. Thì bản này là bản ghế U cao cấp đến từ Hyundai Ngôi Sao. Thì như chúng ta thấy thì ở đây nó rất là, nhìn nó rất là khác. Có nghĩa là ở đây mình sẽ có những cái, thay vì những màu xám thì chúng ta có kệ để đồ màu kem đó. Và ở đây khuôn màu kem. Ở đây thì cái ghế thì chúng ta vẫn là xài ghế U, giống như cái bản ghế U tiêu chuẩn. Nhưng mà bản cao cấp này chúng ta sẽ được trang bị thêm, thứ nhất là một cái màn hình TV lớn cho người ở phía đằng sau, đang ở phía trước. Và ở đây chúng ta có thể thấy được đó, được ốp da may đó. Và ở đây mình được ốp cái 5D rất là bắt mắt. Ở trên này chúng ta toàn bộ được ốp 5D. Và những ổ gió này chúng ta cũng được sơn đổi màu kem, nhìn nó hài hòa với cái tông màu. Và đây là cái trần 5D đó, thấy. Những đường chỉ may rất là sắc nét. Và ở đây chúng ta thấy không, những cái bóp đường 5D nhìn nó rất là gọn gàng đó. Và đặc biệt thì chúng ta có một cái dãy đèn LED như thế này. Hiện tại là đang sáng thì chúng ta sẽ không thấy rõ, nhưng mà ban đêm nó sẽ làm dịu, và chúng ta có thể là nhìn nó dịu mắt và nó dễ ngủ hơn khách hàng. Về cái xe này thì vẫn là sàn gỗ đó. Và chúng ta toàn bộ là chúng ta đều được ốp da nha, ốp da ở đây. Và ghế chúng ta cũng được may da đó, ốp da đây đó. Đấy là những cái điểm rất là khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Thì thứ nhất đó là chúng ta có được ốp da và 5D và màn hình camera ve trước và sau đó. Thì khi chúng ta có những, chúng ta sẽ giữ lại là quạt gió ở phía sau khoang hành khách Jin. Nãy giờ anh đã giới thiệu qua cái dòng Hyundai Solati màu đỏ đô ghế U full cao cấp ở Hyundai Ngôi Sao. Thì quý khách hoặc các bạn đang thắc mắc về cái dòng xe này hoặc là option như thế nào, xin mời liên hệ qua hotline 0911 519 619. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.